Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Real Madrid và câu lạc bộ AC Milan. Đây là trận đấu thuộc vòng bảng của đấu trường UEFA Champions League của hai đội và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày 6 tháng 11 và theo đánh giá, câu lạc bộ Real Madrid sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ AC Milan với mức kèo là 1,25, mức kèo cũng có thể tăng 1,5 và hạ xuống còn một trái, mức tài xỉu là 3,25, 3 trái và 3,5 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả kết bạn Zalo hoặc ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về các kèo bóng khác trong nhóm nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. 5 lần gặp nhau gần nhất của Real Madrid và AC Milan, Real thắng 2, hòa 2 và thua 1 trước AC Milan. 5 trận thi đấu gần nhất của Real Madrid thì Real thắng 3 và thua 2. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của AC Milan thì Milan cũng thắng 3 và thua 2. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình, lần này mình sẽ đặt niềm tin vào AC Milan được chấp 1,25 nhé. Vì sao? Mặc dù trận này AC Milan phải đi làm khách và bị đánh giá cửa dưới, nhưng mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì AC Milan cũng không phải một đối thủ hoàn toàn quá yếu so với Real Madrid. Thứ hai nữa thì nếu như trận này mà hai đội có một kết quả hòa hoặc là AC Milan có để thất bại trước Real Madrid với cách biệt là một bàn thì chúng ta chọn AC Milan được chấp, chúng ta cùng thắng kèo. Và thứ ba nữa thì trong bóng đá nó cũng chưa nói trước được nhiều điều khi mà 90 phút chưa kết thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Ở lượt trận này thì AC Milan sẽ có được lực lượng mạnh nhất để đến làm khách trên sân của Real, cộng với phong độ nó cũng đang rất ổn định thì biết đâu AC Milan họ sẽ làm nên chuyện với một chiến thắng trước Real thì sao. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn AC Milan được chấp 1,25 nha. Mức tài xỉu là 3,25, 3 trái và 3,5. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội thì thường cũng không có nhiều bàn thắng được ghi, do lại hàng thủ của Real lẫn AC Milan đang chơi tốt, rất ít để thủng lưới. Dự đoán cuộc đối đầu này sẽ là cuộc đối đầu có ít bàn thắng được ghi, có thể là hai đội sẽ cầm chân nhau với tỷ số là hòa một đều hoặc 1-0 nghiêng về cho Real hoặc Milan. Bạn nào tin tưởng mình nữa ưu tiên chọn kèo xỉu 3,25 nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,5 và tài xỉu là 1,25. Dự đoán hiệp 1 với mọi thứ nó cũng đang cân bằng với Real và AC Milan chơi với tâm thế cửa dưới thì có thể là họ cũng sẽ chơi biết mình biết ta. Dự đoán hiệp 1 là Milan cũng sẽ không thể thua trước Real, thậm chí là Milan mới là đội sẽ dẫn bàn trước. Hiệp 1 các bạn chọn AC Milan được chấp nha và đã nhẹ cái xỉu 1,25. Tấm bài đăng này chốt kèo là chọn AC Milan và xỉu ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc các bạn may mắn.